duyên trông thật dịu hiền. Này, tên anh, tên anh là gì? Tên anh mà tên tôi á, là thì thôi chưa nói. Thế nhưng này tôi đã qua yêu cái nghề này, sẽ không giàu sẽ nào đi cho từng canh còn ấy là tôi lo, các vị đốc tướng nên anh bình nhì đều có bọn mình theo cơm canh còn tăng sức mà đánh giặc kia bằng thêm hăng chiến trận nào cũng đều có công anh người trên vai tôi cách bao giao chơi cả chưa bí đao mới lại xu hào còn tự hào khi gặp người nhà còn rộn ràng hát một bài ca la 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 la. Mà lúc đầu tiên duyên ơi sao duyên, cô lại hỏi tôi rằng thế thực sự tên anh là gì? À thì tôi là Lê Anh nuôi. Ta chưa bị nào với lại xu hào, thật tự hào khi gặp người nhà, rộn ràng hát một bài ca, la 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 la. Ông nhìn lại vẫn cô em xưa, nhưng sao cái dáng lại gầy gầy, mắt cô đưa riêng. Cô ấy ngó từng lời. Em thương anh rồi. Vì anh là anh nuôi, thương anh rồi, vì anh là anh.